phải là một cây treo tiếp. Ấy giờ không, cây này có tên rất là lạ, và cái cây này chỉ cần nghe thấy tên của nó là đã thấy giàu rồi. Đố mọi người biết là tên gì? Em đố mọi người biết là nó tên gì đó. Mình chỉ cần nghe thấy tên thôi là mình đã thấy sự giàu có, tiền bạc. Úi giời, cây này có tên là cây đô la. Cái tên này nghe lạ lạ và hay hay, hiểu không ạ? Đó, cái vẻ đẹp dịu dàng và ý nghĩa sâu sắc trong phong thủy và cuộc sống, nên là nhiều người trồng để làm đẹp trong không gian sống. À, cái đô la này á thì mọi người biết tại sao gọi cái tên là cái đô la không? Cái đô la có tên gọi khác là cây lan đô la, là cây lan đô la. Và nó thuộc họ phong lan ấy, là nó thuộc họ phong lan. Cây này nguồn gốc xuất xứ từ châu Âu và dần lan rộng ra các nước nhờ cái sự đa dạng của nó. Đô la thì đã có mặt trên, có mặt tại Việt Nam cũng khá lâu và thường được trồng ở các chậu nhỏ để làm cảnh trang trí treo nhà. Tuy nhiên là cái thân của nó mềm và rủ xuống như thế này, mang lại sự vẻ đẹp mạnh mẽ và phát lên mình màu sắc xanh của hy vọng và nhựa sống cay tràn. Đó, sở dĩ lan đô la này có cái tên gọi như vậy bởi vì là cái chiếc lá của nó, cây khá nhỏ vừa tròn xinh xinh, khiến cho người ta liên tưởng đến những đồng xu, đồng tiền xu ấy mọi người. Cho nên mới đặt cái tên cây leo này với cái tên mỹ miều đó là cây đô la. Mọi người thấy không ạ? Đó, tròn tròn xinh xinh nhớ ấy. Cây đô la này thì nhỏ, mạnh dẻ và thuộc dạng thân leo xanh bóng mướt. Đó, treo chậu cây lên cao, phần thân của nó rũ xuống như thế này, phần thân của nó rũ xuống như thế này như là chiếc rèm á, tự nhiên vô cùng mềm mại và đẹp mắt. Đấy, quá trời xinh luôn á mọi người. Chiều dài và ước tính của nó khoảng dài lắm mọi người ơi, tầm 10-15 cm á, ở đâu 40-50 cm. Đặc điểm của lá đô la này thì có những chiếc lá màu rục nhỏ và hình tròn, chúng mọc đối xứng nhau và phiến lá dày rất mọng nước. Đó, đúng rồi, rất là mọng nước. Và nếu được trồng ở dưới bóng mát thì cây đô la này sẽ có màu xanh lục, và trồng ngoài trời thì nhiều nắng và lá nó sẽ ra màu xanh đậm hơn. Đó, cây đô la này dày mọng nước nên lá mọc ra từ các cái đốt, khoảng cách mỗi này sẽ tầm khoảng 5-7 cm. Cái khoảng cách mà lá của nó mọc này sẽ khoảng 5-7 cm, rễ cây cũng mọc ra và những đốt trên thân, rễ cây nó mọc ra ở cái đốt thân này này. Đấy, vậy nên gọi là cây đô la. Cây đô la này thì tuổi thọ của nó khá là dày, sống khá là lâu và mình chăm dưỡng tốt ấy. Trên thực tế thì cây này không có nở hoa nhé mọi người. Cây này không có nở hoa, mà trong suốt vòng đời của mình thì chúng chỉ nuôi thân và lá thôi, không có hoa mọi người ạ. Cây này thì có tác dụng là tươi mạnh mai và xinh xắn như thế này, nhưng lại rất nhiều công dụng, như kiểu là trồng để làm cảnh nè,
xong là cạnh này để không khí xinh hơn, trang trí nhà cửa đẹp hơn, xanh mát hơn, làm cảnh nè, tính thẩm mỹ cao này. Cái đô la được trồng và giỏ tre bằng nhựa như thế này xinh xắn, xinh xắn. Đó, ra ngoài ban công này, trước hiên nhà, hành lang và sân thượng, quán cà phê, trò nghỉ mát và ve hồ, ve sông, tạo cho không khí xanh mát hơn. Và vui vẻ, sự sống mềm mại của cây đô la này giúp cho mình tăng đáng kể giá trị thẩm mỹ. Đẹp không ạ? Đó, rất là đẹp nha mọi người. Có thể thanh lọc được không khí. Ngoài ra cây đô la này thì có hình nhờ và thù đáng yêu ngộ nghĩnh này. Không ạ? Có khả năng thay lọc không khí này, bụi bẩn và loại bỏ ẩm mốc, vi khuẩn và giúp cải thiện môi trường sống khỏe mạnh cho trẻ nhỏ và người già. Rất là nhiều công dụng luôn á. Cây đô la này không phải ngẫu nhiên ngày càng nhiều người tìm đến và ưa chuộng như thế. Và bí quyết để trồng được cái chậu đô la như thế này thì là bởi vì cây nó mang nhiều ý nghĩa trong cuộc sống, là cây nó thì đây là kiểu cây mà cây đô la, kiểu ta nhìn thấy thân nó rú xuống nhưng chúng ta lại cuốn nó lấy nhau một cách chặt chẽ như thế này. Đây biểu tượng cho sự đoàn kết và gắn bó keo sơn đó. Đó, nhiều ý nghĩa hay lắm. Cây đô la kiểu biểu tượng cho sự khăng khít về tình cảm nè của các thành viên trong gia đình. Dùng cây đô la làm quà cho bạn bè, cho người thân, người yêu, hoặc là chúng ta thành đó. Cây á, đó là cái thông điệp mà sự chân thành, tinh thần đoàn kết và gắn bó mãi mãi. Ý nghĩa của cây rất là đẹp, ý nghĩa sâu sắc vào phong thủy đó. Cây này trồng cũng rất là dễ mọi người. Cây này có thể trồng đất nè. Công cụ trồng thì trồng ở trong chậu nhựa như thế này, giỏ treo này, hay là tận dụng vỏ chai, hay là các khay chậu đã cũ của mình, sọ dừa, hay là vỏ sò, các loại cốc, bát và các loại mà mình có thể trang trí, có thể được như thế này, có thể phun sơn lên trang trí thêm cho đẹp đó, sinh động hơn đó. Nhưng không để quên đục, không các bạn đừng có quên đục lỗ ở dưới này nhá, để nó thoát nước, mình tưới nước mà thì nước sẽ thoát ra đó. Cái rất dễ trồng. Cách chăm sóc của cây mà khi mà mình trồng xong ấy thì để cái đô la này ưa ánh nắng, ánh sáng, nên là đa phần thì mình để ở ngoài ánh sáng tự nhiên á. Chậu cây có thể vừa có ánh sáng mà vừa có thể có lưới che cũng được. Nhiệt độ để mà có thể để cây này khoảng 18 đến 27 độ C thôi, không để ngoài nắng trực tiếp nhé. Thì đấy là một số thông tin, một số ý cần biết của cây đô la. Đấy, mọi người thấy học sinh không? Ôi giời ơi, vì xinh nhá, xanh mướt mượt mượt luôn. Xanh đậm. Quá trời đẹp. Mọi người có thể liên hệ xong đông 39 cây đời ở phường Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội nhé. Số 39. Bye bye.